Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Ở cùng cha. Ai ăn bánh này thì sẽ sống muôn đời. Chúng ta đói khát nhiều thứ và chỉ có Chúa mới làm thỏa mãn các cơn đói khát cho chúng ta. Thánh lễ chính là một bữa tiệc, và trong thánh lễ chúng ta được lắng nghe lời Chúa, chúng ta được ăn mình Thánh Chúa. Chúng ta chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng để tham dự bàn tiệc của Chúa. Dừng thánh lễ, chúng ta hiệp ý với nhóm lòng thương xót, nhóm cầu nguyện, hiệp hội mến thánh giá cầu cho các linh hồn. Hiệp ý dâng lời tạ ơn, cầu xin ơn bình an, cầu cho các linh hồn gia tiên, linh hồn mồ côi, linh hồn Giuse, Phêrô, Vicente, Maria, Đa Minh, Lucia, Maria Magdalena, để dỗ linh hồn Phêrô, dỗ 5 năm linh hồn Joachim, 8 năm linh hồn Phêrô và Lorenzo, và tạ ơn Chúa kỷ niệm 44 năm hôn phối. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trong đời đồng sinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi chương quả tin Chúa. Chúa chúng ta xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng
Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa, xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền tri cùng Cha trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Phương Ngôn. Sự khôn ngoan đã xây nhà mình và dựng bảy cột trụ, đã giết các sinh vật, pha rượu, dọn bàn tiệc và sai những nữ tỳ lên các nơi cao trong thành mà công bố rằng: ai ngây thơ, hãy đến cùng ta, và bảo những kẻ mê muội rằng: các ngươi hãy đến ăn bánh của ta và uống rượu ta đã pha cho các ngươi. Các ngươi hãy bỏ đi sự ngây dại thì sẽ được sống, và hãy bước theo đường lối khôn ngoan. Đó là lời Chúa. Hãy nếm thử mà xem, Chúa thiện hảo dường bao. Hãy nếm thử mà xem, Chúa thiện hảo dường bao. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi liên lỉ ngợi khen Ngài. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, kẻ mọn hèn lắng nghe và hãy mừng vui. Hãy đến từ mà thánh nhân của Chúa hay ca ngợi Chúa, vì ai kính sợ ở Chúa chẳng thiếu thốn chi, kẻ sang giàu phải bần cùng đói khổ, còn người tìm Chúa chẳng thiếu của tốt lành. Hãy đến từ mà xem, Chúa thiên hảo dường bao. Các con ơi, hãy đến mà nghe ta, ta sẽ dạy cho biết kính sợ Chúa. Ai là người khát khao được sống và ước mong những ngày hưởng phúc lộc đầy dư? Hãy đến từ mà xem, Chúa thiên hảo dường bao. Hãy giữ lưỡi xa điều ác và môi miệng xa lời điều ngoan. Hãy làm lành lành dư, hãy tìm kiếm và theo đuổi sự bình an. Hãy đến từ mà xem, Chúa thiên hảo.
Bài trích thơ gửi thánh thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy xét coi phải ăn ở thế nào cho thận trọng. Đừng như những kẻ dại dột, song như những người khôn ngoan, biết lợi dụng thời giờ, vì thời buổi này đen tối. Vì thế anh em chớ ăn ở bất cẩn, nhưng hãy hiểu biết thế nào là thánh ý Thiên Chúa. Anh em chớ say sưa rượu chè, vì rượu sinh ra dâm dục, nhưng hãy tiếp nhận dồi dào Chúa Thánh Thần. Cùng nhau hát lên những thánh vịnh, những ca hát, ca vãn và những bài ca đạo đức, và hết lòng ca tụng Chúa. Hãy luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa là Cha trong mọi nơi mọi sự. Nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: Thật ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Đó là lời Chúa. Bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Các Kitô hữu, chúng ta phải ngỡ ngàng trước bí tích thánh thể. Ăn thịt và uống máu người mình yêu là điều khủng khiếp, không ai dám nghĩ tới. Nhưng mà Đức Giêsu lại muốn nuôi cả nhân loại bằng thịt và máu của Ngài. Và thực sự Ngài đã nuôi chúng ta bằng cái chết thập giá. Ở đó Ngài đã hy sinh máu thịt mình. Đúng hơn, Ngài nuôi chúng ta bằng sự sống của Ngài, sự sống được trao đi qua cái chết tự nguyện, và sự sống được lấy lại qua phục sinh vinh quang. Chúa Giêsu ban cho chúng ta tấm bánh, và Ngài còn tự nhận mình là tấm bánh. Tấm bánh có sự sống và tấm bánh ban sự sống. Ta là tấm bánh. Đó là định nghĩa của Đức Giêsu về mình. Và định nghĩa này có làm cho chúng ta ngạc nhiên hay không?
Bánh là cái gì ăn được và đem lại sự sống. Bánh không sống cho mình, nhưng mà bánh là để cho người khác. Chấp nhận là bánh có nghĩa là chấp nhận mất mình, mà chỉ khi mất mình như vậy thì bánh mới thật là bánh. Thật ra bánh vẫn hiện diện và nên một với người ăn. Chúa Giêsu là tấm bánh đặc biệt. Khi chúng ta ăn thì Ngài trở thành chúng ta và biến chúng ta trở thành Ngài. Một sự ở lại hai chiều, một sự hiệp thông sâu thẳm. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở lại trong ta và ta ở lại trong người ấy. Chúa Giêsu tự xưng mình là bánh, nghĩa là Ngài tự hủy chính mình, hy sinh bản thân mình để cho loài người được sống. Còn chúng ta, chỉ khi nào chúng ta sẵn sàng hy sinh bản thân cho tha nhân được sống thì lúc bấy giờ chúng ta mới thật sự là bánh giống như Đức Giêsu. Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã có thái độ nhìn và thờ lạy bánh thánh hơn là cầm lấy mà ăn. Động từ ăn được nhắc đi nhắc lại 8 lần trong bài Tin Mừng hôm nay, như một lời mời gọi tha thiết của Đức Giêsu: hãy siêng năng tham dự bữa tiệc thánh thể do Chúa khoản đãi, với hai của ăn là lời Chúa và mình máu Chúa. Vậy thì chúng ta phải ăn bánh Giêsu như thế nào? Phải rước lễ như thế nào? Để việc ăn bánh Giêsu mang lại lợi ích thiêng liêng thì người rước lễ cần có sự chuẩn bị trước và còn phải gặp gỡ đối thoại thân tình với Chúa Giêsu thánh thể sau khi đón rước Ngài. Cần tránh cái thái độ lên rước lễ do thói quen, do sự thúc bách của hoàn cảnh, cho nên thiếu sự chuẩn bị trước và thiếu đối thoại kết hợp với Chúa sau khi rước lễ. Ngày nay người ta rước lễ nhiều hơn, nhưng mà phần đông rước lễ một cách khô khan, bỏ giây phút thinh lặng thánh sau khi rước lễ để mà cầu nguyện, để mà gặp gỡ Chúa, mà vội vàng ra ngoài đứng để mà lấy xe sớm, để còn về lo chuyện làm ăn hay vui vẻ ăn nhậu với bạn bè. Vì vậy mà cái việc rước lễ trở thành thói quen nhàm chán, một lễ nghi hình thức ở bên ngoài. Rước lễ chỉ là việc đi lên đón nhận và ăn một tấm bánh thánh, thay vì để được gặp Chúa Giêsu thánh thể. Thật ít có vị khách quý nào lại bị chủ nhà tiếp đón một cách lạnh nhạt như Chúa Giêsu. Cho nên dù siêng năng rước lễ, nhưng mà nhiều người chúng ta vẫn không gặp được Chúa, không nhận được sức sống thần linh của Ngài để được ơn biến đổi nên một con người mới. Vì vậy mà sau nhiều năm theo đạo, chúng ta cảm thấy mình vẫn chỉ là mình, với những thói hư và tội lỗi như cũ. Mình vẫn chưa là Giêsu, mặc dù đã ăn rất nhiều bánh Giêsu. Chúa Giêsu đã tình nguyện đến với chúng ta dưới dạng một tấm bánh bình thường. Tấm bánh chẳng nói gì, chỉ biết im lặng chờ đợi. Tấm bánh hiện diện chỉ nhằm phục vụ cho con người. Tấm bánh quá đỗi tầm thường, quá đỗi nhỏ bé, dễ bị hư hỏng và mau biến tan khi được người ta ăn. Và cũng có một cái gì đó giống nhau giữa thân phận làm bánh của Chúa với thân phận làm người của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta biết đến với con người hôm nay trong tinh thần đơn sơ khiêm tốn, không huênh hoang, không dựa vào tiền tài thế lực. Nhờ ăn bánh của Chúa, chúng ta cũng được trở thành tấm bánh ngon, được bẻ ra để đáp ứng khẩu vị của người đời. Ước gì chúng ta dám đón Chúa đi vào vùng còn mờ tối của lòng chúng ta, của đời sống chúng ta, để rồi sự hiện diện của Chúa làm cho lòng chúng ta, làm cho đời sống chúng ta được bừng sáng lên ngọn lửa tin yêu. Và ước gì chúng ta trở thành những nhà tạm di động, đem Chúa là tình yêu đến phân phát cho đồng bào ở quê hương chúng ta, để rồi họ cũng được chia sẻ sự sống đời đời với chúng ta. Ta là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Tôi tin kinh. Một Chúa Giêsu Kitô, con một
Anh chị em thân mến, muốn được nên một với Đức Kitô, người Kitô hữu cần chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để rước Chúa với lòng tin vững vàng và lòng mến thiết tha. Với lòng ước mong được kết hiệp mật thiết với Đức Kitô, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Nguồn sống đích thực của Hội Thánh là bí tích Thánh Thể. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thấy mọi thành phần dân Chúa đều tôn sùng và yêu mến bí tích kỳ diệu này. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Giêsu Kitô hiện diện thật sự trong hình bánh rượu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu luôn tin tưởng tuyệt đối vào tin điều này. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Bí tích Thánh Thể là bí tích tình yêu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta có những tâm tình xứng hợp khi tham dự thánh lễ, đó là hiệp nhất và yêu thương. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lời Chúa Giêsu, đức tin của chúng con trưởng thành và vững chắc được là nhờ liên kết mật thiết với Chúa trong bí tích Thánh Thể. Xin Chúa cho chúng con ý thức được sự cần thiết và lợi ích thiêng liêng của việc rước Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích
Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này là cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiên của lễ do Chúa ban tặng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thần là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Lạy Chúa, Chúa thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thưng ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Lời Chúa. Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antôn chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Giuse, Phêrô, Vicente, Maria, Đa Minh, Lucia, Madalena, Lorenzo, Joachim mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. 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 Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể từng người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban bí tích thánh thể cho chúng con được tham dự vào sự sống của Đức Kitô. Xin cho chúng con trở nên giống như Người để mai sau được vào thiên quốc cùng Người chung hưởng phúc vinh quang, Người hằng sống và hiến trì muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lời xong, chúc anh chị em đi bình an. Amen.